nhưng mà thầy đã nói em như thế nào rồi? Tự làm hết, bởi vì từ vựng thầy đã dạy rồi. Nhưng mà các bạn làm vậy đối phó để thầy để làm gì đâu, đúng không? Đối phó cũng chẳng để làm gì hết. Thà mấy đứa trên trường đối phó kiểu như mấy đứa học chơi không nói, còn đây mấy đứa học nghiêm túc mà mấy đứa đối phó thầy dịch sờ từ điển làm gì. Thầy rất là ghét sờ từ điển những cái bài mà học kiểu như là đã ôn rồi, đã học hết rồi, nói được có phải chưa nói đâu, mà giờ mà cũng vẫn lặp lại cái hành động đó nữa. Mấy đứa có qua mắt được thầy đâu. Học thầy đừng có đối phó mấy đứa. Thầy mày phát hiện bạn nào mà học mà một cách đối phó như vậy là thầy không 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 nhận nữa nha. Học thì phải hiểu, phải phải nhớ. Được chưa? Vậy chứ focus mang nghĩa là gì em? Nghĩa sai là tập trung. Tập trung, nó đồng nghĩa với từ gì? Ở trong câu số 1 nó đồng nghĩa với từ gì? Một trong bốn cái từ này nó đồng nghĩa với từ nào là tập trung? Có biết không? C. Câu C động sao? Đây là concentrated. Nhắn vô thứ mấy? Thứ ba này. Thầy đọc là concentrated, đó là do em đọc rồi. Nhưng mà thầy rõ ràng là thầy vừa mới nói nó đọc là concentrated. Thầy đã nói rất là rõ là nhấn vô âm tiết thứ nhất, mà tại sao không chịu ghi chú vô? Rồi đất ơi, mới khen được ngày hôm qua, qua ngày hôm sau một cái là làm ẩu tả à, không có tập trung gì hết trơn à. Compare, nhấn vô thứ hai. Lúc mà thầy nói cái dấu nhấn thì nó rất là quan trọng, bởi vì sau này nó còn có phần phát âm nữa, mà phát âm thì không biết là nó sẽ xuất hiện cái từ nào, nó rất là khó phần phát âm, mà mấy đứa dở nhất là phần phát âm nữa. Compare, nhấn vô thứ hai. Related, nhấn vô thứ hai. Concentrated, nhấn vô thứ nhất. Crowded, nhấn vô âm tiết thứ nhất luôn. Được chưa? Lúc thầy nói các bạn vui lòng nhớ, và các bạn phải nhớ học cái thầy nữa. Bởi vì thầy nhìn một từ cái là thầy học xong là thầy nhớ nhấn trọng âm của nó là cái gì luôn rồi. Còn các bạn thì kiểu như là không có gọi là nhiều cái kiến thức về cái vụ nhấn trọng âm, cho nên các bạn phải coi nhiều các bạn mới nhớ nổi. Đâu phải là giỏi một cái là viết một cái là nhớ nổi đâu. Nhưng mà chữ focus và chữ concentrated đi theo với dưới từ là gì em? In, on, at, to. Đi với cái nào đây? On, rồi ok. Tiếp tục hình nè. Câu số B là gì? Thầy là dấu hiệu thầy. Dấu hiệu, nhưng mà động từ nó mang nghĩa là gì? Dạ thầy là ra hiệu. Ra hiệu, ra hiệu lệnh. Được chưa? Được chưa? Signal. Ra tín hiệu. Dịch là ra tín hiệu đi. Được chưa? Đó, tiếp tục thầy có gì đây? Thầy là lướt thầy. Ok, tiếp tục. Thầy là trốn. Trốn thoát khỏi. Is đọc là gì em? Escape bit thầy. Gì đọc gì? Escape thầy. Âm cuối cùng của nó âm gì? Dạ thầy âm tờ. Được chưa? Rồi âm này âm gì đây? Dạ âm đờ. Được chưa? Rồi thầy cảm ơn em. Học hành em nghiêm túc là cái gì vậy anh? Đừng có để buổi nào thầy cũng nhắc nha. Học hành mà thầy còn như là em kiểu như em lo làm quá rồi. Lo làm mà không tập trung sao mà thầy nhận nữa được đấy. Rồi, câu số 3 thầy mời bạn Thùy Dung nè. Cái nào khác, câu 3 này nó kiểu như nó đều là âm nào em, thầy này câu này thầy làm bị lộn á. Dung. Em chứ còn dịch nghĩa thầy được rồi. Dạ. Rồi, câu 3 là nó không có câu nào nó bị sai hết đúng không? Nhưng mà bốn câu này nó đều phát âm là âm gì đấy? Được chưa? Rồi nghĩ thầy nè, nhấn trọng âm luôn. Rồi xong, lo bị mất luôn rồi. Dũng ơi Dũng. Dạ. Đầu tiên
mạng của bên bên Dung bị sao rồi em? Rồi nãy giờ thầy cứ nghe em yeah, chứ không nghe được gì hết. Rồi nó lẹ đi nghỉ nè. Ủa, có đang nói không vậy? Ủa xí. Dung. Rồi không. Rồi chơi tiếp tục. Kêu dữ vậy. Ok thôi được rồi, thầy cảm ơn Dung, em bị âm thanh bên đó là không ổn rồi. Rồi thầy mời bạn Gia không làm thầy câu này nè. Dịch nghĩa thôi được rồi. Dạ thưa thầy, cái đầu là thì thầm. Rồi chưa? Đọc sao nhấn nhấn âm tiết thứ mấy luôn cái thầy. Dạ nhấn âm nhất. Rồi whisper, được chưa, tiếp tục. Delay là trì hoãn. Nhấn âm tiết thứ mấy? Âm 1 thầy. Em đọc delay hay em đọc delay? Delay thầy. Âm tiết thứ mấy? Nhớ âm tiết thứ mấy? Delay. Dạ. Âm 2 thầy. Âm 2, trời mấy đứa đọc lại đi. Thầy đã nói với các bạn rồi, dấu nhấn là các bạn tưởng tượng có dấu sắc ở trong đó. Đi nó dấu huyền nè, sao mà được. Tiếp tục. Dạ vui. Bạn nghĩ là gì? Dạ tàn tích. Nhưng mà cái này động từ mà sao tàn tích em? Dạ đổ nát. Đổ nát. Được chưa? Còn danh từ mới là tàn tích. Ổn à? Đợi bạn đăng. À đăng ký hả? Ok rồi. Thương dữ vậy trời. Tiếp tục. Cái đó em quên rồi. Trời đất ơi là trời. Lower. Má nghĩ là gì? Làm giảm chứ thầy. Giảm là làm giảm. Được chưa? Nhưng mà có một từ làm giảm nữa, đó chính là làm giảm cơn đau là gì vậy em? Làm giảm cơn đau là từ gì? Yeah, ease the pain. Ease. Được chưa? Đây là làm giảm cơn đau nè. Còn chữ lower là làm giảm con số, các bạn nhớ nha. Làm giảm. Nó không phải làm giảm cơn đau. Được chưa các bạn? Đó, làm giảm số lượng. Được chưa? Rồi. Ok. Tiếp tục. Câu số 4 thầy mời bạn Khánh Hạ nè. Dạ, câu số 4 con chọn A. Rồi, thì đọc thử ta coi. Dạ là whistle phát âm đờ, phát âm đờ. Rồi, nhấn âm tiết thứ mấy? Dạ âm thứ hai. Rồi, dịch. Dạ là whistle là của riêng, dành riêng. Cái gì? Là của riêng thầy. Tại sao em lại dịch từ điển? Hả? Cái từ đó không nhớ thầy. Tại sao dịch từ điển? Thầy nói một lần nữa rồi mấy đứa có qua mắt được thầy không? Không nhớ thì nói không nhớ. Để đó. Không nhớ nhiều thì coi lại. Một lần nữa như vậy là thầy đuổi thẳng bạn đó nha. Thầy đuổi thẳng bạn nào mà sử dụng từ điển nha. Đó, mấy bạn sợ từ điển rồi nó nghĩ nó tùm lum tùm la đó. Các bạn có nhớ nổi đâu. Mà từ này thầy đã dạy chưa hả? Không nhớ thì để đó. Hoặc là em đọc vở em coi lại. Rồi đất ơi là trời. Toàn là để nặng lời không vậy ta? Đã nhắc rất là nhiều lần rồi. Hết đứa này tới đứa khác. Rồi chữ reserve mang nghĩa là gì các bạn? Bạn nào nhớ thì nói ra thầy nè. Bạn nào nhớ chữ reserve mang nghĩa là gì cứ nói thầy. Đặt đặt bàn hoặc là đặt trước. Nó đồng nghĩa với cái gì? Booked. Được chưa? Hai từ này đồng nghĩa với nhau. Thầy đã dạy rõ ràng là dạy rất là nhiều lần rồi.
Khánh Hà quay lại thứ coi, âm cuối cùng cô nói âm reserve là âm đờ đúng không? Còn chữ bút là âm gì đây? Dạ âm tờ. Em nói rõ thầy, chữ reserve và chữ bút mang nghĩa là gì? Dạ là đặt trước. Tiếp vào câu C thử coi. Dạ câu C là force là âm tờ, có nghĩa là ép buộc. Cái từ này có sợ đúng không em? Dạ không thầy. Và câu D thầy coi. Dạ câu D là âm tờ có nghĩa là trốn thoát. Rồi, chọn câu này sai nhất. Dạ câu A. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi bạn tiếp theo cho thầy nha. Bạn Hiền thầy lại không nghe được nữa. Bực bộ gì đâu. Rồi Nguyên cho thầy nha. Câu 5 nè em. Dạ chọn câu A thầy. Câu A rồi em phân tích cho thầy nha. Dạ câu A là âm it. Động sao? Nghĩa bắt câu. Dạ adopted nghĩa là nhận nuôi. Rồi câu B. Câu B là wave là vẫy hay đúng rồi đợt. Chính xác rồi tiếp tục appear là xuất hiện này Rồi câu đế rubber là trộn được chưa? Appear nó còn ngoài mang nghĩa xuất hiện nó còn mang nghĩa là gì nữa em có nhớ không? Dường như đúng rồi chính xác các bạn nhớ appear nó còn mang nghĩa là dường như tùy trường hợp mà các bạn dịch cho nó phù hợp dường như thì có chữ sim nè được chưa hoặc là chữ dường như nó đứng đầu câu là có cái từ gì em dường như là anh ấy thích tôi chẳng vậy thì có từ gì nè cái gì lily nó có chữ a đứng trước nè nhớ không có dấu phẩy ở đây nè dường như nhớ không Nguyên cái gì probably không probably. Cái đó là có thể thôi nó không phải probably em probably cái này có thể có lẽ thôi còn thầy là dường như các bạn nào nhớ chữ dường như trong tiếng Anh là gì không đứng đầu câu nè dường như nè các bạn nào nhớ apparently thầy. Đúng rồi chính xác apparently được chưa? Apparently thầy dạy rồi nè. Dường như. Ok. Đó, nhưng mà hai cái này là động từ appear và chữ seem nó là động từ. Ok, thầy viết lại chữ apparently cho bạn nào không nhớ thì viết lại cho nhớ nè các bạn. Dường như nè, nhưng mà cái này sau dấu phẩy nó đứng đầu câu. Dường như anh ấy thích tôi. Anh ấy dường như thích tôi thì anh ấy là chủ ngữ, dường như là động từ các bạn tưởng tượng được không? Nhưng mà cái này là đứng đầu câu. Ok ha. Đó, rồi, chữ rob là gì em? Rob là trộm này. Trộm. Được chưa? Rồi sau đó thầy ôm lại chút xíu đó chính là từ bắt là từ gì em? Bắt giữ á. Yeah, arrest. Arrest. Rồi ví dụ thầy có là gọi là tội phạm là gì? Hoặc là gọi là một cái tội phạm á nhớ không? Chữ crime thầy đã dạy các bạn chưa? Dạy chưa các bạn? Rồi không dạ, nhớ. Mang nghĩa là gì có nhớ không? Là vụ án thầy. Vụ án đó đúng rồi. Vụ án á thầy dạy chưa? Dạy rồi á. Dạ các bạn coi lại, viết lại thầy chữ crime là chữ vụ án nè. Đó dạy rồi chứ phải chưa dạy đâu. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi câu số 6 nè, thầy mời bạn Khoan nè. Mình chọn D rồi. Đúng rồi, chính xác. Rồi làm thử tôi coi coi. Thầy câu A là D thầy. D tại sao đọc là D? Tại sao đọc là D? Tại it âm cuối cùng âm tờ thầy. Ủa âm này âm tờ rồi hai âm này là âm gì? Âm đờ thầy, âm đờ hết thầy. Nhưng mà tại sao nó đọc là âm đờ? Thầy là nó là không có trong hai kia nó phần còn lại. Nhưng mà âm cuối cùng của nó âm gì? Thầy không biết nữa thầy. Rồi đâu âm cuối cùng của nó đọc sao em đọc là se đọc là gì sao em? Nó có hai trường hợp, một cái nó sẽ đọc là s và một cái nó sẽ đọc là z. Được chưa? Đó, kiểu như là khi nào đọc sờ, khi đọc giờ nó kiểu cái kinh nghiệm của mấy đứa thôi. Được chưa? Thì cái này rõ ràng là em có thể đoán ra được đó là âm gì? Âm đờ thầy. Em có thể đoán ra được chữ SE này đọc là sờ hay là giờ em? Thầy là sờ. Bên trái hay phải? Thầy là bên trái. Bên trái là này hả? Dạ. Bên trái bên này nếu làm sờ thì nó sẽ nằm khi sang xong phải chờ phải âm tờ mất tiêu rồi. Đương nhiên rồi, thì đương nhiên là nó kiểu âm ba làm gì? Là âm giờ. Ủa em có hiểu không Khoan? Ý của thầy đó là cái đuôi SE này nó sẽ tiếng Anh nó sẽ có hai cái đọc, một cái đọc là s và một cái đọc là z. Được chưa? Nhưng mà làm sao là sờ khi nào là giờ thì đó là kinh nghiệm của em. Nếu mà đọc là sờ á, nếu mà đọc là sờ á, đó thì nó sẽ là đọc là t.
âm cuối cùng của nó tại sao là âm được chứ các bạn. Đó, còn đối với trường hợp là đọc giờ thì đọc là đờ, bởi vì âm này âm sờ nó nằm trong khi sang song với chờ pha nè. Còn giờ thì nó không nằm trong hai trường hợp kia, nó trường hợp còn lại là phải đọc là đờ. Nhưng mà làm những bài này thì làm sao em biết sờ em là em biết nó sờ hay là đờ? Thì em phải coi B và C thì nó đã giống nhau rồi, và câu đi nó khác với B và C thì chắc chắn là câu đi này mình phải chọn. Thì đương nhiên là cái này phải đọc là giờ rồi. Em có hiểu mình kiểu như là mình có thể đoán ra được không? Dạ được rồi. Em có hiểu cái vụ mà nãy nhảy cho thầy nói không? Em đoán ra được đó. Hiểu không? Hiểu rồi. Ok, vậy is mang nghĩa là gì? Đây là so dịu. So dịu hoặc làm giảm. Được chưa? Làm giảm. Rồi tiếp tục. Nhưng mà từ này là hình như là có cũng là có sợ từ điển đúng không em? Dạ không rồi. Phải không? Chắc luôn rồi. Rồi ok. Cái tiếp theo cô B là gì? Dạ. Cô B mang nghĩa là gì? Đây là thì thầm. Tiếp tục, cô C. Cô C là thuộc về. Rồi, belong đi theo với một cái gì em? Belong in on at to, đúng rồi, chính xác. Rồi cuối cùng. Appreciated là cảm kích thầy. Cảm kích đúng rồi, chính xác thầy dạy các bạn rồi. Được. Cảm kích hoặc là trân trọng cũng được. À, ok, belong nhắn vô âm tiết thứ mấy? Dạ. Belong âm tiết nhắn vô âm tiết thứ mấy? Âm 2 thầy. Được chưa? Rồi bạn nào mà không nhớ cái từ vựng nào thì nói với thầy nha, chứ đừng để tí nữa thầy hỏi lại thì không nhớ nha. Rồi ok, thầy cảm ơn em. Rồi thầy mời bạn tiếp theo là bạn Lan nè, làm thầy câu số 7. Dạ câu số 7 em chọn A thầy. Rồi đọc thử thầy coi nè. Dạ là recognize. Âm cuối cùng của nó làm gì em? Dạ âm cuối cùng của nó là dạ âm D thầy. Âm D. Được chứ, mà tại sao dạ, em biết nó là âm D? Dạ do em nghĩ là nó âm cuối cùng của nó là phát âm ra chữ N thầy. Chữ gì em? Sao chữ N? Recognize thì SE nó phải luôn phát âm là gì? Chữ S và chữ E luôn luôn phát âm là gì? Một là S, hai là Z, giống như trường hợp nãy thầy nói đó. Em hiểu không vậy? Nó em phải coi nè, em bỏ ED thì âm cuối cùng của nó là SE nè. Được chứ? Mà SE nó có hai trường hợp phát âm là một là S, hai là Z, em có hiểu không? Dạ. Đó, nó phát âm là một là S, hai là Z. Được chưa? Nhưng mà làm sao được biết nó phát âm là S hay là Z thì cái đó là gọi là thuộc vào kinh nghiệm của em. Được chưa? Thì cái bài này em đoán ra với bộ hai từ này nó phát âm là tờ hoặc là đờ gì đó thì chắc chắn nó sẽ cứ từ còn lại nó phát âm là gọi là đờ. Em hiểu chưa? Thì cái này phát âm là sờ hay giờ, em đoán được không? Dạ thưa thầy là chữ SE nè, nó phát âm là sờ là giờ hay là sờ? Dạ giờ. Giờ đúng rồi, chính xác. Bởi vì nó phát âm là giờ cho nên mình đọc là recognize the đó em. Được chưa? Nó mang nghĩa là gì em? Dạ thưa thầy, nó mang nghĩa là nhận ra. Nhận ra, nhắn vô thứ mấy? Dạ âm 1. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp theo chữ press, đó phát âm là gì? Dạ phát âm là tờ thầy. Tờ mang nghĩa là gì em? Dạ em không nhớ từ này thầy. Không nhớ. Rồi dạ. Các bạn nào nhớ chữ press giúp bạn nè. Press là gì các bạn? Các bạn trả lời thầy nè, cứ nói đi. Đúng rồi, nhấn. Nhấn. Được chưa? Ok, nhấn cái nút này thì có chữ nút là từ gì Diễm Lan? Chữ nút á? Dạ, là button thôi. Đúng rồi, chính xác, nhấn cái nút này, press this button. Được chưa em? Rồi ok, tiếp theo nè. Dạ, từ đó cũng phát âm là tờ. Tại sao em biết nó phát âm là tờ? Dạ kết thúc bằng CE nên thành đọc là thành S thầy. Đúng rồi, chính xác. Rồi từ này đọc sao? Nhấn vô thứ mấy thôi? Dạ từ này nhấn vô cái thứ hai. Mang nghĩa là gì? Dạ mang nghĩa là sản xuất. Sản xuất, sản phẩm là gì? Dạ product. Product nha em, đọc là product. Nhấn vô thứ nhất nha các bạn. Product, sản phẩm. Được chưa? Đó. Rồi, sự sản xuất là gì em có biết không? Dạ, mà production. Đúng rồi, chính xác. Sự sản xuất, production. Được chưa? Rồi, và câu cuối cùng câu D là gì em? Dạ,
Coda cũng là phát Từ, âm từ. đúng không? Bởi vì nó có chữ CH đúng không em? Rồi mang nghĩa là gì nè? Dạ. Dạ nó mình nghĩ là đạt được. Ờ, đạt được hả? Đạt. Dạ. Sao mình dịch là đạt được? Thầy không có dịch cái từ rich là đạt được em. là đến hả thầy? Ừ đúng rồi là đến. Được chưa? Đó thầy dạy em mang Dạ. nghĩa là đến chứ, đạt được là thầy chưa dạy. Tính sao? Rồi thầy cảm ơn em. Rồi câu Dạ. số 8 nè. Câu số 8 thầy mời bạn Kim Loan nè. Câu số 8 nè. Em chọn cái nào khác Dạ nhất? thầy là dạ thầy em chọn C. Được chưa? Rồi. Bây giờ em phát âm đọc ra thầy nhấn âm tiết rồi nghĩ với thầy luôn. Vậy thầy là câu A là defeat, là thất bại. Câu Nhấn B âm tiết là thứ lên mấy? đỉnh. Nhấn âm tiết thứ mấy? Dạ âm 2. Được chưa? Tiếp tục. Câu B là lên đỉnh là thuê. Vậy thuê em. Dạ mượn hả thầy? Không có mượn. Bị lộn rồi. Dạ em quên từ đó rồi thầy. Chữ len nó là cho mượn. Còn mượn mới là từ gì em? Bo gì đấy? Borrow mới là mượn nè. Rồi những từ này mà tới giờ cũng còn quên nữa là sao em? Rồi borrow là mượn, còn lend là cho mượn thôi. Được chưa? Còn chữ thuê là từ gì em? Là từ rent. Rain. Được chưa? Đó, rồi tiếp theo, câu C là gì đấy? Đọc cái gì? Dạ là organize. Để em đọc organize sao nó ngang hè với em. Organize và nhấn vô thứ mấy? Organize hả thầy? Đúng rồi, organize nhắn dưới thứ Âm mấy? Âm nhất. Được âm chưa? một, âm Đó, một. thì đọc là tờ hay đờ hay là ít đây? Tờ. Tại sao đọc là tờ? Kết thúc là S đó thầy. Nhưng mà SE thầy đã nói các bạn rồi, nó sẽ có hai trường hợp. Một cái phát âm là sờ, một cái phát âm là giờ. Được không? Đối với trường hợp này nó đọc là organizer. Được chưa? Âm của organizer là nó trường hợp nào đây em? Tờ, đờ hay ít? Phát âm cuối cùng con âm giờ thì là trường hợp thứ nhất, thứ hai hay thứ ba? Nó có phải Thứ là trường hợp tờ đờ không? Nó có phải trường hợp tờ đờ không? không thầy. Nó có phải là khi sang xong phải chờ phà không? Không. Vậy là trường hợp gì? Đờ. Đờ, được chưa? Mang nghĩa là gì? Tổ chức thầy. Rồi, câu D. Thì thầy là assisted. Là gì? Tồn tại nhấn âm hai. Gì mà tồn tại? Em lộn thành chữ exist mất tiêu rồi. Em lộn chữ exist rồi. Exist mới là tồn tại, còn assist mà. Bắt hả thầy, bị bắt hả thầy? Không, cái đó arrest. Trời em nhớ nhớ bà la dữ vậy. Hỗ trợ Đúng thầy, rồi, trời hỗ ơi. Chẳng là vô đề thi là thầy ngồi bên cạnh em rồi chỉ em từng cái hả? Trời ơi, nhớ bà la dữ quá. Được chưa? Hỗ trợ. Được chưa? Rồi, thầy cảm ơn em. Rồi, chữ organize, từ đợi xíu. Organize là tổ chức. Ví dụ giả bộ thầy có tổ chức một buổi tiệc đi, thầy dùng từ gì bắt đầu bằng chữ H nè? Nó có ba chữ tiếp theo nè. Kim Loan luôn. A party nè, tổ chức nè, thầy có một từ tổ chức nữa, từ gì em? Tổ chức một buổi tiệc là gì Kim Loan nhớ không? em quên rồi thầy. Trời đất ơi là trời. Sao mà dễ quên dữ vậy em? Cho nên Kim Loan với thầy nãy như những bạn mà nãy giờ là thầy hài lòng được có đâu một cái hai bạn à. Còn mấy bạn còn lại từ vẫn còn yếu á. Giải bộ thầy cũng ôn cái là quên sạch rồi đúng không? Rồi thầy hỏi một cái lớp mình thử coi. Trinh, từ tổ chức là từ gì em? Tổ chức một buổi tiệc thầy sẽ dùng từ gì bắt đầu bằng chữ H nè Trinh? Hay là từ hôn. Đúng rồi, từ hold. Được chưa? Ai chưa nhớ thì viết vào, thầy đã dạy hết rồi. Hold the party. Trong cái bài bị động đó các bạn, trong cái phần bị động đó. Không phải phần bị động mà trong cái phần mà rút gọn mệnh đề đó. Rồi thầy dạy các bạn chữ surround. Surround mang nghĩa là gì luôn Trinh? Rồi, bao quanh hoặc bao vây trong cái bài mà nhà của ấy bị bao quanh bởi cây này nọ cái kiểu đó. Được chưa? Đó các bạn tư vẫn còn bị yếu dữ quá. Rồi. Ổn ha. Rồi chữ beat nè, nó đồng nghĩa với từ gì em? Từ đánh bại á, có bạn nào nhớ không? Thầy thử hỏi từ bạn Phi Yến nè. Từ defeat là đánh bại á, nó bạn đồng nghĩa với từ gì? Đúng rồi, beat. Được chưa? Beat nè, đánh bại nè. Beat là beat. Đúng rồi, chính xác, thầy cảm ơn em. Là có nhớ bài rồi đó.
Ok rồi, làm cho thầy câu tiếp theo luôn. Thầy mời bạn Kiều Anh nè. Câu cuối cùng nè. Dạ thưa thầy, em chọn câu B thầy. Rồi câu B là sai nhất, thì dịch là làm thầy coi, nhấn trọng âm, nghĩa nhanh. Dạ câu E là describe, Ừ? là mô tả. Trọng Còn âm. câu B là Trọng âm. nhấn âm thứ hai. Tiếp tục. Câu B là prevented, là ngăn chặn. Ừ. Nhấn âm thứ hai. Rồi tiếp tục. Câu C là không, close. Nhấn Cái gây này ra. không, cái này không có dấu nhấn em. Dạ em lộn thầy. được Gây chưa ra đúng rồi, gây ra đọc là caused. Các bạn nhớ âm từ MSE này, cái này cũng kinh nghiệm mấy đứa đọc là cause. Được chưa? Vậy cause âm cuối cùng là âm giờ. Vậy trong trường hợp này đọc là tờ hay đờ em? Dạ, thưa thầy là đờ thầy. Đờ, đúng rồi, chính xác. Và cuối cùng. Dạ, cái này em có cách đọc nhưng rồi Ok, thầy. nhưng mà nghĩa là gì nè? Là ngát thầy. Đúng rồi, yawn. Đó đọc là yawn cho thầy nha. Được rồi, thầy cảm Dạ. ơn em. Rồi, thôi sẵn ôn lại luôn thầy luôn. Đó chính là hồi bữa thầy dạy các bạn là có thể gây ra sâu răng là gì? Sâu răng là gì nhớ không? Nhớ không em? Cavity Đúng thầy. rồi, chính xác, có nhớ bài nè, cavity. Được chưa? Đó, ổn ha. Rồi ôn lại cái bài mà prevent trong cái bài mà thuốc á, thuốc thang rồi đó, trong cái bài mà cái gì thuốc giảm đau đó. Đó, em có nhớ thầy cái từ mà chữa trị không? Điều trị, chữa trị. Nhớ không? Yeah, quên rồi. Có bạn nào nhớ? Phúc, có nhớ không em Phúc? Chữa trị, điều trị. Là kêu với thầy. Cure, đúng không? Cure. Để chứ cure mà thêm D vào đọc là gì? Kêu được. Được chưa? Còn đồng nghĩa từ gì nữa? Treatment thầy. Treat mình nó là danh từ thôi em. Được chưa? Treat là động từ thôi. Được chưa? Đây, treat này, đó chính là điều trị. Bạn nào chưa nhớ thì viết vào thầy. Và thầy có sự điều trị là gì? Treatment đó, thầy không ôn các bạn quên, thấy chưa? Đó. Hiện tại là từ vựng của các bạn nó chỉ là hỗ trợ cho các bạn, chỉ là 1 phần 10 những cái bài đọc mà sau này học kỳ 1, giữa học kỳ 1 các bạn thi thôi. Bởi vì thầy nói trước đề thi ở trường mấy đứa 12 là đề thi đọc nó kiểu như là trên trời dưới đất á, khó lắm mấy đứa. Cho nên mới mới phải cố gắng coi từ vựng như thầy. Được chưa? Đó ôn lại các bạn rồi đó, có bạn nào thắc mắc từ vựng nào nữa không nói thầy nè. Chờ nãy giờ sửa cái bài này thôi là tốn 45 phút. Là rất là tốn thời gian. Đó thầy nói lại một lần nữa, từ nay về sau bài tập về nhà. Bài thường thì thầy không cho các bạn bài mới đâu, toàn là bài ôn lại không à. Tuyệt đối là không có sợ từ điển, từ nào không nhớ dạ thầy ơi em chỉ biết từ này thầy, thầy cho em nghĩ nó thầy trả lời liền, nhưng mà một hai từ thôi được chưa, chứ thầy không có chấp nhận. Và một lần nữa thầy nhấn mạnh lại là không có hỏi bạn, không có chép bài bạn, được chưa? Đó thầy đã phát hiện ra một số trường hợp đó, và thầy tha cho các bạn đó một lần rồi đó, và lần thứ sau mà thầy phát hiện thêm lần nữa là tự hiểu luôn nha. Cái gì ra cái đó với mấy đứa đó, chắc chắn là ai cũng biết là thầy rất là dễ trong việc mà kiểu như là ở trên lớp thì rất là vui vẻ, nhưng mà học hành phải nghiêm túc nha mấy đứa. Rồi sau phần này rồi nhảy sang cái phần dịch nghĩa, sắp xếp câu dịch nghĩa nè. Đó chính là các bạn chỉ serve và chỉ search. Có bạn nào thắc mắc cái chữ serve và chữ search nữa không, nói thầy có thắc mắc không? Dạ Em là em ai? giảng lại giùm em thầy. Em là Dạ ai? Thảo Nguyên. Thảo Nguyên hả? Nhưng mà tại sao em chịu coi lại, em mới coi video chưa? Em chưa có thời gian thầy, em đang học bài trường. Vậy đó coi. Không, nhưng mà ban đầu thầy hỏi em đã coi video chưa? Dạ rồi. Rồi sau đó em hỏi, ủa cái bài này ở trong video? Dạ em coi sơ sơ. Rồi giờ em hỏi, em chưa có thời gian em coi. Ủa làm sao? Đúng không? Thảo Nguyên. À, hai cái video trước thì em coi rồi, nhưng mà cái phần sâu sót với lại TDID đồ á em chưa có coi kỹ, em mới lướt lướt thôi. Rồi ok, còn bạn nào nữa không các bạn? Còn bạn nào nữa không? Em thầy thầy giảng lại thầy. Em là ai? Như Thảo thầy. Như Thảo hả? Rồi còn bạn nào nữa Dạ. không? Còn bạn nào nữa không ta? Còn bạn nào chưa rõ phần show search nữa không? Được chưa? Thôi thầy giảng nhanh nha. Rồi về nhà em phải coi kỹ lại thầy. Được chưa? Bởi vì lớp của mình đã hầu như các bạn đã hiểu rồi. Đó cho nên thầy sẽ giảng nhanh cho em. Rồi về nhà hai bạn coi lại giúp thầy nha. Đây.
Đó thì từ nay về sau thêm một lần nữa, các bạn tự giác, tự ý thức, chủ động bài cũ coi lại, thầy gửi video vui lòng coi lại. Chứ lúc thầy, lúc sau thầy cũng hỏi dạ thầy ơi em nhiều bài trên trường quá, dạ thầy ơi không có thời gian em coi, thầy ơi em coi sơ sơ là thầy không chấp nhận nha. Thầy lúc nào thầy cũng vô chủ động, ủa em coi coi video như lúc nào cũng vậy, dạ em coi rồi, rồi sau đó hỏi lại dạ em có hiểu gì không, dạ không, có nhớ gì không, không nhớ sơ sơ, ủa làm sao trời, được chưa các bạn? Chủ động cho thầy cái vụ đó. Với lại chủ động cho thầy mấy cái vụ mà các bạn hiện tại thầy cảm thấy là mấy bạn đang bị gọi là sao ta, là dựa dẫm vào cái việc gọi là học online, cho nên là thầy có thể gửi lại bài cũ cho các bạn. Cho nên là muốn nghỉ là nghỉ, có lý do chính đáng bệnh hoạn thầy mới cho, chứ muốn nghỉ là nghỉ là thầy không chấp nhận nha. Mỗi bạn được hai lần thôi, được chưa? Rồi đầu tiên thầy nói lại chữ show nó mang nghĩa là rock, nó sẽ đứng trước một cái tính từ, nó sẽ bổ nghĩa cho tính từ đó, được chưa? Đó, ok ha. Show nó mang nghĩa, nó đứng trước một tính từ, nó mang nghĩa là rock, nó sẽ bổ nghĩa cho tính từ. Ví dụ như là thầy nói gì đây, I am so handsome. Handsome là tính từ, mà trong câu có tính từ thì phải có be cho thầy, tính từ chính nha các bạn, được chưa? Trong câu không có động từ thì phải có be rồi. I am so handsome là tôi rất đẹp trai đó, bạn nghĩ rõ ràng thầy kêu là I am handsome là tôi đẹp trai đó, nhưng mà thầy chữ so vào là nó thêm nghĩa, nó thêm nghĩa cho nên thầy gọi là nó bổ nghĩa, được chưa? Ví dụ thầy có gì, thầy sử dụng cái mệnh đề quan hệ the pilot là gì, phi công, người phi công who is in plaster is so brave, được chưa? The pilot đó chính là gì các bạn, phi công, cái người phi công mà đang bị băng bó, được chưa? Thì rất là gì đây, dũng cảm. Thì đây là dùng mệnh đề quan hệ, thầy chủ yếu thầy ôm lại các bạn nè, được chưa? Is so brave, thầy có so brave là tính từ là dũng cảm, thì có dũng cảm là tính từ, thì có chữ so là rất dũng cảm, được chưa? Rồi bạn nào chưa nhớ chữ plaster đó chính là gì, viết vào thầy đó chính là băng bó bột, bột vết thương nha các bạn, bột vết thương, bột canxi đó các bạn, bột trắng trắng đó, bột vết thương, ai chưa nhớ thì viết vào vậy, in plaster đang bị bó bột, được chưa? Đó các bạn tưởng tượng được chưa? So brave, tiếp tục, the airfare is so high, đó chính là gì đây, cái vé máy bay, được chưa? Cái giá vé máy bay các bạn nhớ, fare đó chính là giá vé, giá vé xe buýt nè, giá bus hàng không nè, được chưa? Thì the airfare là giá vé hàng không thì nó rất là cao, thì có hai là cao, được chưa? Tính từ thì có thêm chữ so là rất, được chưa? It's the third time it has gone up this year, nó là lần thứ ba, ok, đây là lần thứ ba nó đã tăng trong năm nay, được chưa? Các bạn nhớ cái này tại sao dùng hiện tại hoàn thành, thầy nói lại đó chính là gì, lần thứ ba, các bạn nhớ trong câu mà nó có hai vế, vế đầu tiên là gì, lần thứ mấy, rồi sau đó vế thứ hai đó là câu, thì vế thứ hai nó bắt buộc là phải sử dụng hiện tại hoàn thành, thầy. Lần thứ nhất này, lần thứ nhất tôi làm gì đó, đây lần thứ hai tôi làm gì đó, thì phía sau luôn luôn là hiện tại hoàn thành, được chưa? Nó là lần thứ ba nó tăng, thầy cho go up là gì, go up là tăng, mà hiện tại hoàn thành phải là gone up, được các bạn? Cái nó là gì, nó là giá vé đó, được chưa? Năm nay, bởi vì năm nay nó chưa kết thúc mà, là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành, các bạn đã tưởng tượng được chưa? Đó chính là chữ so, được chưa? Đó, nó sau nó phải là một cái tính từ, nó sau nó phải là một cái tính từ, được chưa? Rồi đó chính là so. Còn chữ such mang nghĩa là gì, quả là, thật là, được chưa? Chữ so sau nó là tính từ, nhưng mà sau chữ such nó phải là một cái danh từ hoặc là một cụm danh từ. Danh từ thì ai cũng biết rồi, còn cụm danh từ là gì? Cụm danh từ là sự kết hợp giữa một cái tính từ và một danh từ, mà tính từ phải đứng trước danh từ. Ví dụ là một cậu bé đẹp trai, được chưa? Hoặc là một người bác sĩ giỏi, được chưa? Tại có bác sĩ là danh từ, giỏi là tính từ, đó là một cụm danh từ bác sĩ giỏi, được chưa? Các bạn, nó sẽ luôn luôn đứng trước một danh từ, nó mang nghĩa là quả là, thật là, được chưa? Ví dụ thầy có gì, the trainer at the conservation, được chưa? Là cái người huấn luyện viên, chưa? Tại vì người huấn luyện viên động vật tại cái khu bảo tồn, thầy nói lại chữ conservation, conservation là khu bảo tồn, được chưa? Đó, còn cái từ mà gọi là conversation nó mang nghĩa là gì các bạn? Đoạn hội thoại nha các bạn đừng có nhầm lẫn giữa hai từ này. Conservation là khu bảo tồn, conversation là đoạn hội thoại, được chưa? Cái người gì đấy, cái người huấn luyện viên động vật tại cái khu bảo tồn thì quả là một người có khiếu ăn nói. Thầy đã có từ conversationalist, thầy dạy các bạn rồi, một người có khiếu ăn nói, được chưa? Thầy có conversation là đoạn hội thoại, là một người có khiếu ăn nói đây. Thì cái này rõ ràng a conversationalist đó là một cái danh từ, thì sau đó phải search quả là, chứ thầy không thể dịch là anh ấy gì đây, rất là một người có khiếu ăn nói, không, quả là một người có khiếu ăn nói,
Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục thầy có gì đây? Đây là một cái danh từ nhưng mà thầy có It's such a busy restaurant. Nó quả là một cái nhà hàng đông đúc, bận rộn. Được chưa? Đó. Nhà hàng mà bận rộn là gì? Là nhà hàng đông đúc đó. Đồng nghĩa với từ đông đúc là từ crowded. Nhớ các bạn. Đó, ổn ha. Rồi nó quả là một cái nhà hàng đông đúc. Được chưa? Đó, it's such a busy restaurant. Nó quả là một nhà hàng đông đúc. We have to reserve. Đó, thầy, đó rõ ràng thầy chỉ reserve. Thầy ôm rất là nhiều lần mà bạn không nhớ. Mà giả bộ thầy không ôn, các bạn có nhớ nổi không? Đó, ôn biết bao nhiêu lần rồi. Là chúng tôi là phải đặt trước nếu mà chúng tôi muốn ăn tối ở đó. Được chưa các bạn? Đó, thì rõ ràng a busy restaurant là một cụm danh từ, là một cái danh từ kết hợp với một cái tính từ. Mà đối với trường hợp này là mấy nhà hàng này, một nhà hàng là phải thầy nói lại một lần nữa. Đối với trường hợp mà các bạn đang mô tả về một đối tượng mà nó đếm được số lượng là một thì luôn luôn phải có a và an cho thầy. Tiếng Việt của mình không có, ví dụ như đây ví dụ tiếng Việt của mình đây là con chó, là mấy con chó. Đôi khi mình nói đây là con chó thì các bạn ngầm hiểu nó là một con chó. Thì thầy thay vì thầy nói đây là một con chó thì thầy có thể nói đây là con chó, chơi cái nào cũng được. Nhưng tiếng Anh là tuyệt đối là phải luôn có số lượng a cho thầy. Nếu mà số lượng của nó là một, a hoặc là an nha các bạn. Đó, các bạn đã tưởng tượng chữ serve và chữ search chưa? Đó, ok ha. Rồi, tiếp tục. Sau đó thầy hướng dẫn các bạn một cái vế. Hồi nãy thầy có gì? He is so handsome. He is so handsome thì nó chỉ có một vế thôi. Đó là một câu, nó chỉ có một vế thôi. Đó, nhưng mà giờ thì kết hợp các bạn hai vế. So gì đó, that. Rót cái gì đó đến nỗi mà. Được chưa? Các bạn nhớ rõ ràng hai vế. Rồi ví dụ, I was so tired. Là vế đầu tiên là tôi rất là mệt. Đến nỗi mà tôi đã ngủ thiếp đi. Được chưa? That I fell asleep, là tôi đã ngủ thiếp đi. Được chưa bạn? Sau đó là một cái vế. Một cái vế thì bắt buộc nó phải có chủ ngữ và nó phải có động từ. Được chưa? Vế, một cái vế hoàn chỉnh phải có chủ ngữ và có động từ thầy. Thì rõ ràng so rất là gì đó, that nè, rất gì đó đến nỗi mà. Được chưa? Đó, ok, thì ta có fell asleep thật ra là quá khứ của gì đấy? Quá khứ của fall asleep, nhớ thầy fall asleep là gì? Ngủ thiếp đi. Được chưa các bạn? Ngủ fall asleep là ngủ thiếp đi. Ổn ha? I was so tired that I là như vậy. Ví dụ tiếp theo, they are so poor, họ nghèo, họ rất nghèo đến nỗi mà họ không thể afford a fan. Thầy ôm lại chữ afford đó chính là gì? Có khả năng mua được, có khả năng chi trả, có khả năng xoay sở. Viết vào thầy chắc chắn các bạn đã quên từ afford của thầy rồi. Được chưa? Để thầy ghi chú lại, để thầy ôn các bạn, chứ không là các bạn quên sạch cái từ vựng của thầy luôn. Đó, lúc nào là thầy cũng phải ôn lại chứ các bạn. Đó, thầy chắc chắn là thầy biết một điều là mấy đứa nè học xong là quên, không ôn cái giải bộ mà ôn một hai ba lần cũng quên, cho nên cứ ôn đi ôn lại hoài. Có ai như vậy không? Không đâu nha. Được chưa? Cho nên mấy đứa phải biết trân trọng cái điều đó. Rồi afford, thầy nói là động từ, nó mang nghĩa là gì? Có khả năng chi trả. Được chưa? Thì họ rất là nghèo đến nỗi mà họ không có thể mua được một cái quạt. Được chưa? Có khả năng chi trả, thầy nói nhanh gọn là gì? Mua một cái quạt đó. Thầy phân tích chỉ ba, thầy dùng chữ afford. Được chưa? Rất là nghèo đó. That đến nỗi mà. Rồi tưởng tượng được chưa các bạn? Đó chính là chữ so và chữ that. Nhưng mà giờ thầy có trường hợp tiếp theo, đó chính là gì đấy? Such và that. Quả là gì đó, cho nên hoặc là vì thế. Ok, cái vế ngay chữ such đó là cái nguyên nhân, và cái vế sau chữ that đó chính là cái kết quả. Cho nên là cái kết quả nè. Được chưa? Vì thế là cái kết quả nè. Ví dụ, it was such a fantastic weather. Nó quả là một cái thời tiết thật là gọi là thoải mái, dễ chịu. Cái này quá khứ nha các bạn. Cho nên là chúng tôi đã dành cả ngày. Nhà xin không phải cả ngày, chúng tôi đã dành ở phần còn lại của ngày để chill tại cái công viên. Được chưa? Chill là thư giãn đó. Nhưng mà tại sao chill liên thêm in? Thầy nói lại thêm lần nữa, chắc chắn các bạn bị quên, là sau spend động từ phải thêm in cho thầy. Spend cộng cái thời gian rồi sau đó động từ thêm in. Được chưa? Nhớ thầy cái phần này. Nó quả là cái thời tiết hoặc là thoải mái. Cho nên là chúng tôi đã ở đây, chúng tôi đã dành từ đây tới cuối ngày để chill tại gì đây, cái công viên như mà đang kể về ở trong quá khứ nha các bạn. Được chưa? Đó, ổn ha, tiếp tục. Nhưng mà rõ ràng là such a fantastic weather là quả là một cái thời tiết gì đây, thoải mái nè. Tính từ và cộng với danh từ là một cụm danh từ nè các bạn. Rồi tiếp tục. He was such, cái này thầy bị thiếu rồi, một chữ in. Chữ athletic là gì? Thầy thử một bạn học đã học thử coi. Nguyễn Oanh, từ này mang nghĩa là gì em? Quên rồi đúng không? Nguyễn Oanh. Nguyễn Oanh đâu rồi? Ủa Nguyễn Anh đang có học không? À Nguyễn Anh hôm nay không thấy học nè. Mình sẽ kỳ vậy ta? Đợi thầy xíu nha các bạn. Thôi tính sau đi, để tí là thầy liên hệ sau.
chắc là có xin mà thầy không để ý á. Ok, thầy hỏi một bạn nè. Thôi Thảo chưa nói. Trang nè, từ athletic mang nghĩa là gì em? Đúng rồi, khỏe mạnh, đúng rồi, chính xác em. Athletic là khỏe mạnh. Nhấn vô âm tiết thứ hai athletic, các bạn nhớ cái mẹo của thầy đó chính là gì? Các bạn thấy chữ EC đứng cuối cùng thì âm tiết nó, cái trọng âm nó sẽ đứng trước cái âm 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 tiết của chữ it đó, là âm tiết bên cạnh nó. Được chưa? Ai đây? Ủa Kim Tiến là ai? Mặt thấy ghê vậy? Alo, Kim Tiến là ai vậy em? Alo, Kim Tuyến là ai vậy? Sao hôm nay bị nó bị vấn đề vậy ta? Không biết là ai thì kích ra nha. Kim Tuyến là ai? Rồi không trả lời phải kích thôi. Rồi, athletic thầy nói là khỏe mạnh, là tính từ. Anh ấy quả là một người đàn ông khỏe mạnh. Vì thế là anh ấy có thể gì, nâng tôi lên. Thầy có chữ lift là chữ nâng, là thầy dạy các bạn rồi. Vì thế anh ấy có thể nâng tôi lên đi các bạn đó, ổn ha. Rồi thì thầy ôn lại, athletic đó chính là gì, khỏe mạnh. Thì thầy có từ vận động viên là gì, athlete, athlete, được chưa? Đây là từ vận động viên nè các bạn, được chưa? Athlete, từ vận động viên nè, thầy đã dạy các bạn rồi, ok ha. Đó, viết vào để cho nhớ, chắc chắn là bị quên từ này. Bởi vì thầy nghĩ là những từ này thầy bị gọi là ít ôm lại cho các bạn, cho nên chắc chắn các bạn bị quên, mà thầy nhớ đấy, ổn ha. Đó thì đây là sau chữ search đó là một cái nguyên nhân, và sau chữ task đó là một cái kết quả, được chưa? Đó thì hai bạn đã hiểu chưa, Thảo với lại Nguyên nè, đã rõ chưa em? Rồi thầy mong hai bạn coi lại để cho hiểu thêm vấn đề nữa, thì hiểu thêm một lần nữa, và những bạn còn lại cũng coi lại như thầy để cho nhớ. Bởi vì đề thi hay ra mấy cái này lắm. Được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ cho còn một phần cuối cùng nữa, show search nữa, nó mang nghĩa khác nữa. Rồi phải ôn lại nữa nè. Ủa cái này video mà. Rồi show search 2. Được chưa? Sử dụng show mang nghĩa như là like this, như vậy. Sau chữ show bắt buộc là phải một cái tính từ. Ví dụ, somebody told me that house was built 2 centuries ago. Là ai đó đã nói với tôi rằng ngôi nhà đó đã được xây 2 thế kỷ trước. Tôi đã không nhận ra là nó lâu đời tới như vậy, nó đã cũ đến như vậy. Được chưa? Tôi không nhận ra, realize, nhận ra này, nhận ra về ý thức của mấy đứa. Còn chữ nhận ra kia là gì? Đó chính là nhận ra về khuôn mặt, nhận ra về kiểu gọi như là nhận ra về cái ngoại hình của nó. Được chưa? Ngoài cái gọi vẻ vẻ ngoài của nó. Còn realize là gì? Cái máy chữ recognize, các bạn nhìn và các bạn nhận ra. Chữ recognize nãy thầy nói các bạn đó là các bạn nhìn và các bạn nhận ra. Ví dụ à, cái thằng đó là gì? À, cái thằng đó người yêu cũ của tao cho nên tao nhận ra nó. Được chưa? Hoặc là gì? À, tôi đã sau 10 năm quay lại Việt Nam thì tôi không thể nào nhận ra Việt Nam được nữa. Đó thì mấy đứa nhìn tận mắt thì mấy đứa dùng chữ recognize. Còn realize là mấy đứa nhận ra trong cái gì? Cái tâm trí của mấy đứa. Được chưa? Đó là tôi đã không nhận ra là nó cũ đến như vậy, nó già đến như vậy. Được chưa? Bạn so old. Được chưa? Đó cho nên tùy tùy chỗ mà các bạn phải dịch cho nó phù hợp. Được chưa? Bởi vì các bạn đã biết nghĩa chữ so mang nghĩa là rất. Ok? Và mang nghĩa là như vậy thì các bạn phải coi là trong bài nó đang nghĩa là như vậy hay là chữ rất. Được chưa? Rồi tiếp tục. Wow, you can stretch your arms. Oh, mày có thể gì đây? Duỗi được cái gì? Cánh tay của mày luôn nè. Stretch là duỗi đúng không? Arm là cánh tay nè. Oh, that's awesome. That's fantastic. Thật là tuyệt vời. Được chưa? I've never thought. Tôi chưa bao giờ nghĩ là bạn dẻo dai đến như vậy. Được chưa bạn? Tôi chưa bao giờ nghĩ cái này dùng hiện tại hoàn thánh. Được chưa? Cái gì mà chưa bao giờ là dùng hiện tại hoàn thánh. Để tôi chưa bao giờ nghĩ là bạn dẻo dai đến như vậy. Flexible là dẻo dai hoặc linh hoạt, đúng không các bạn? Dẻo dai đến như vậy. Được chưa? Đó, sâu sâu cũng là tính từ, nó không mang nghĩa là rất nữa, mang nghĩa là như vậy. Thì tùy trường hợp. Được chưa? Đó, rồi tiếp tục thầy có sử dụng such cũng mang nghĩa là như là like this, như vậy luôn. Được chưa? Nó không mang nghĩa là quả là nữa, nhưng mà chắc chắn sâu sắc nó phải là một cái danh từ hoặc cụm danh từ. Thì tùy trường hợp các bạn dịch là quả là hay là như vậy. Ví dụ, several months ago, vài tháng trước, là tôi không nhận ra là COVID nó là một cái gì dịch bệnh dễ lây lan đến như vậy. Được chưa? Này không thấy gì là tôi không nhận ra dịch COVID nó quả là một căn bệnh dễ lây lan, không, mình không nói vậy.
tôi không nhận ra là dịch COVID nó là một cái căn bệnh, disease là căn bệnh, contagious là dễ lây lan. Đến như vậy, từ vựng thầy dạy hết rồi. Ai chưa nhớ thì viết lại. Là kìa, such a contagious disease. Dịch bệnh là mấy dịch bệnh? Một dịch bệnh là phải có thầy. Được chưa? Contagious là dễ lây lan. Tính từ phải đứng trước danh từ. Nó quả là một cái dịch bệnh dễ lây lan đến như vậy. Được chưa? Nhưng mà kể từ lúc mà gì đấy, tôi được báo về cái gì? Cái sự nguy hiểm của nó. Danger là những cái sự nguy hiểm của nó là của gì? Của cái dịch nè. Nhưng mà kể từ lúc mà tôi được nói về cái gì, cái tầm nguy hiểm của nó và cái đấy, cái gọi là những cái sự phá hủy của nó đối với gì đây, đối với cơ thể của chúng ta. Đó thì tôi đã trở nên đây, trở nên alert là gì? Các bạn nào nhớ chữ alert là gì không các bạn? Tô Trúc, alert là gì em có nhớ không? Tô Trúc. Rồi cảnh giác. Đúng rồi, chính xác, cảnh giác. Đúng rồi đó, là có nhớ bài. Được chưa? Đó, tại sao cái này dùng hiện tại hoàn thành? Bởi vì kể từ nè. Được chưa các bạn? Trước kể từ thì nó phải là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Mày sau dấu phẩy thì cái này thì ngược lại đó. Nó đảo ngược lại. Được chưa? Sau sinh luôn luôn là quá khứ. Được chưa? Mà trước sinh phải là hiện tại hoàn thành. Mà sau dấu phẩy thì thay đổi vị trí thôi. Thì sau dấu phẩy của chữ sinh thì phải là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Đó, ok. Kể từ lúc mà tôi đã được nói về cái tầm nguy hiểm của nó. Được chưa? Thì tôi đã trở nên như đây. Cảnh giác hơn. Được chưa? Đó, ổn ha. Thì cái này như vậy. Tiếp tục. What does kiểu nè. Thì tôi đã cố gắng look it up là gì các bạn? Look up là gì? Là tra từ này trong từ điển. Nhưng mà dường như nè, thấy không? Dường như là nó không tồn tại. Được chưa? Tại sao cái này dùng hiện tại đơn? Bởi vì cái này là một cái sự thật. Nó không tồn tại. Được chưa? Đã tôi đã thử gì đây? Tra nó. Look up là tra nó. Nhưng dường như nè. Được chưa? Cái này thích chữ mean. What does it mean nè các bạn? Tiếp tục. That's right. Đúng rồi. Bạn sẽ không tìm thấy nó trong bất kỳ cái từ điển nào. Được chưa? There's no such word. Làm gì có từ như vậy? Không có từ nào như vậy. There's no such word là không có từ nào như vậy. Các bạn đã tưởng tượng được chưa các bạn? Không có từ như nào như vậy. There's no such word. Thì bây giờ nói lại, chữ so và chữ so nó mang hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là rock, sau nó luôn luôn là tính từ rock hoặc là như vậy, tùy trường hợp mà các bạn phải dịch cho phù hợp. Nếu mà các bạn dịch nó mang nghĩa là rock không được thì bạn mang nghĩa là như vậy. Tiếp tục, such nó cũng mang nghĩa là gì? Such mang nghĩa là quả là, sau nó là một cái cụm danh từ. Quả là một người như thế nào đó, quả là một vật như thế nào đó. Được chưa? Đó, nhưng mà nó còn mang nghĩa là gì nữa? Còn mang nghĩa là như vậy. Sau nó là phải một cái danh từ hoặc cụm danh từ. Được chưa? Đó. Và mình có một cái gọi là một cấu trúc so that, rock gì đó, đến nỗi mà such that, quả là gì đó, và sau đó kết quả. Được chưa? Rồi hai bạn Thảo và Nguyên đã rõ chưa em? Dạ rồi. Được chưa? Rồi, có gì coi lại bài thầy nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho làm. Rồi, thầy mời bạn... xí xí, Gia Linh em đã hiểu chưa? Gia Linh Gia Linh ơi, là em vô trễ á. Dạ, dạ rồi. Chắc không? Dạ chắc. Ok, vậy thôi em làm thầy câu này luôn nha. Thầy có chữ hurry. Thầy, trời, ủa nhà em ở mặt đường hả? Dạ, em ở đường quốc lộ hả? Trời, vậy luôn hả? Số mấy em? Dạ. Đường này là ông Vương gần nhà sách, nhà trang đó thầy. Ồ, vậy luôn hả? Ok rồi. Vậy bây giờ phải có chữ hurry là gì? Em có biết không? Vậy nhanh chóng. Nó kêu là vội vã. Vội vàng. Đúng rồi, chính xác. Thì là câu này, ta sẽ hỏi là gì? Ủa, tại sao mày lại vội vã đến như vậy? Đúng không? Đó, thì họ trả lời như thế nào nè? Sử dụng như thế nào nè? Sắp xếp lại câu. Đúng rồi, sắp xếp lại câu của em, đúng rồi. Dạ, why are you in such a hurry? Đúng rồi, why are you in such a hurry? Được chưa? Là tại sao là bạn... Thôi, thầy cảm ơn em, thầy cảm ơn em. Rồi, why are you in such a hurry? Tại sao là bạn lại vội vã đến như vậy? Thầy nói rồi, such nó phải luôn luôn đứng trước chữ a. Such luôn luôn đứng trước chữ a và chữ in. Các bạn nhớ thầy nha. Why are you in such a hurry? Tại sao là bạn phải vội vã đến như vậy? Tại sao cái này thầy phải copy? Được chưa? Đây là câu hỏi. Có be, quăng be lên trước chủ ngữ. Nhưng mà tại sao có be? Bởi vì trong câu này không có động từ. Đúng không? Rõ ràng. Trong câu đâu có động từ đó. Được chưa? Động từ đâu ra, đâu có động từ nào đó. Thì phải có be. Mà câu hỏi quăng be lên đầu, tại sao dùng are? Bởi vì chủ ngữ là you. Tại sao là bạn vội vã đến như vậy? Được chưa? Đó, ok ha. Rồi, thầy mời bạn dịch tiếp nè. Thầy mời bạn Phúc nè. Dịch từ đầu tới cuối thầy nha. Phúc. Dạ. Dịch từ đầu tới cuối thầy. Dịch từ cái đây thầy. Chữ A này, khu A từ đầu tới cuối thầy luôn. Dạ là bạn đang ở đâu vậy? Tại sao bạn lại
Vội vàng đến như vậy. Rồi, bạn đi đâu vậy? Bạn ở đâu hả? Where are you going mà? Dạ, bạn đang đi đâu vậy? Bạn đang đi đâu vậy? Hiện tại tiếp diễn rồi, tiếp tục. Dạ, thật ra tôi đang định đi đến một buổi hòa nhạc mà nó gần cái hội đồng địa phương. Sẽ có, going to be, các bạn thầy dạy sau là sẽ có. Dạ, nó sẽ có rất là nhiều màn trình diễn như là dàn nhạc giao hưởng, nhảy, mà tôi không muốn đi đến trễ. Đúng rồi, chính xác, thầy nói lại. Actually, từ từ, thật ra thì tôi đang đi đến một cái buổi hòa nhạc mà nó bên cạnh cái hội đồng địa phương đó. Từ vựng thầy ôn lại các bạn đó, mà nó bên cạnh, thầy dùng bên để quan hệ nào, mà nó bên cạnh được chứ, là sẽ có rất là nhiều, thầy có a variety of, đó chính là đa dạng, nhiều, phong phú, được chưa? Có rất là nhiều màn trình diễn, đúng không? Sao nó phải số nhiều performances như là gì đây, dàn giao hưởng, thầy dạy trong cái bài mà con voi, đúng không? Đó thì có động từ perform, đó chính là gì? Biểu diễn. Bạn nào chưa biết thì đây, động từ perform là biểu diễn, được chưa? Ai chưa nhớ thì viết vào thầy, perform là biểu diễn. Ok, đó rồi, dịch tiếp thầy coi nè. Dạ thầy, là màn trình diễn sẽ bắt đầu vào lúc mấy giờ? Nhưng mà tại sao dùng hiện tại đúng? Cái này buổi hòa nhạc em, không phải màn trình diễn. Buổi hòa nhạc. Tại sao dùng hiện tại đó? Vậy thưa thầy, là để nói một việc sắp xảy ra. Một việc sắp xảy ra. Tại sao dùng hiện tại đó hả? Nhưng tại sao dùng hiện tại đó? Dạ thưa thầy, để nói về một cái lịch trình cố định, được chưa? Dùng dạ, để diễn tả một cái lịch trình cố định thì dùng hiện tại đơn. Rõ ràng là cái buổi hòa nhạc thì nó bắt đầu khi nào, nó sẽ bắt đầu khi nào là trong tương lai, nhưng mà đã có lịch trình cố định cho dùng hiện tại đơn. Ok, rồi tiếp tục câu B. Dạ thầy, là tôi cũng không chắc, có lẽ là vào lúc 7 giờ. Tôi cũng không biết nữa. I have no clue, không có chắc em. Tôi cũng không biết nữa. Các bạn nhớ I have no clue y chang như I have no idea, đồng nghĩa với gì là gì? I don't know á các bạn. I have no idea, I have no clue. Chắc là lúc 7 giờ rồi, câu cuối cùng nè. Là dạ, không đời nào là đã 6:45, hãy lên xe của tôi sẽ đưa bạn đến đó. Được chưa? Không thể nào, được chưa? No way. Không thể nào, đối với trường hợp này không thể nào đó em. Được chưa? Chứ không là dạ, không đời nào, tùy trường hợp nha. Thì no way là không đời nào, không thể nào. Mình bày tỏ cái sự ngạc nhiên các bạn. No way. Chữ way là gì các bạn? Đường á. Ví dụ tôi đang trên đường tới là gì? On the way, hoặc là on my way, được chưa? To home, to my house, to home, được chưa các bạn? Đó, chữ on my way đó. Ok rồi, nhưng mà thầy đã dạy các bạn cái gì, cái lộ trình là chữ gì các bạn? Chữ route là cái lộ trình, đúng không các bạn? Các bạn ví dụ các bạn nói các bạn take the route là các bạn chọn cái lộ trình dọc bãi biển. Ví dụ thầy hay nói các bạn, ví dụ là gì, các bạn đi Nha Trang á, thì nó sẽ có hai đường, một là đường quốc lộ, hai là đường bãi dài đó, thì các bạn đi chọn con đường nào, thầy sẽ dùng chữ route. Take the route là chọn cái con đường, chọn cái lộ trình, được chưa? Rồi thầy cảm ơn Phúc. Rồi bài tiếp theo nè, thầy mời một bạn dịch, rồi tới khúc này các bạn sắp xếp vị trí thầy nha. Rồi thầy mời bạn Gia Linh luôn đi em, Gia Linh. Ủa Gia Linh, xin lỗi, Gia Linh nãy làm rồi. Thầy mời bạn Như Thảo làm được không em? Dạ em sắp xếp được thầy. Sắp xếp được hả? Vậy em sửa sắp xếp câu này thử được coi. Dạ là I was so scared that I didn't want to jump. Đúng rồi, chính xác. Vậy dịch thử thầy coi nè. Vậy thưa thầy là gì? Tôi rất sợ điều đó không thể đánh nhẹ tôi. Chị? Chị điều đó không thể là nhảy tôi là gì? That I didn't want to jump là gì? Thầy có cụm gì đây? So that nó mang nghĩa là gì em? So gì đó, that mang nghĩa là gì? So chấm chấm chấm, that mang nghĩa là gì? Dạ, rất gì đó? Đến nỗi mà. Đúng rồi, đến nỗi mà. Rất tôi, đến nỗi mà. Tôi không muốn gì đến đấy. I didn't want to jump. Đến nỗi mà tôi không muốn gì đấy. Tôi không muốn. Đau. Nhảy. Jump là nhảy, nhảy. Em. Biết bài đó thầy? Dạ. Được chưa? Rồi thầy cảm ơn em. Rồi thầy mời bạn dịch thầy nè. Thầy mời bạn Thùy Trang nè. Thùy Trang dịch thầy. Câu số 2, bài số 2. Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? Rồi. Tiếp tục. Tôi nghĩ đó là gì? Em có biết cái bungee jumping không?
Thi Trang đi đâu không tiêu rồi, mạng lát nữa hả trời. Thầy ơi. Sao vậy? Thầy nghe em nói không? Có, đang nghe. Ừ, nói đi. Tôi nghĩ đó là nhảy chung. Rồi, nhảy bungee, đúng rồi đó. Rồi, nó là một gì đấy? Thể thao mạo hiểm. Mai gì đấy? Rồi, đi tông luôn rồi. Chán dễ sợ chán. Cái mạng bên em bị lắc quá. Thôi được rồi, thầy cảm ơn Trang. Thầy mời bạn Tô Trúc hả? Tô Trúc đi. Tô Trúc. Trúc đâu rồi? Rồi thầy mời bạn Trí nè, Trí ơi. Dạ dạ em đây thầy. Rồi. Ok, rồi câu này em làm sao? Dịch đó thầy. Ừ, dịch đó. Thầy, nó dịch từ khúc của bạn kia. Rồi, đúng rồi, khúc này, rồi. Nó là một môn thể thao mạo hiểm mà nó đã được phổ biến từ nhiều năm trước. Được chưa? Nhiều năm gần lại, vài năm gần đây đâu rồi, chỉ nhiều em. Một vài năm trở lại đây. Được chưa? Dạ. Bạn phải trở thành người lớn để chơi nó. Được chứ, bạn phải trở thành á. Bạn phải là chứ, bạn phải trở thành thằng này. Phải là. Đúng rồi, bạn phải là người lớn để chơi nó. Được chưa? Dạ. Rồi, để thầy phân tích các bạn nè. Bungee jumping là chắc là ai cũng biết rồi. Ai chưa biết thì có thể search thầy. Đâu thầy mở luôn cho các bạn. Cho các bạn coi. Bungee jumping. Được chưa? Đây chính là cái này nè. Được chưa các bạn? Đó, cái dây này thầy nghĩ ai cũng biết rồi. Được chưa? Đó, rồi. It's an extreme sport. Đó là một cái môn thể thao mạo hiểm. Thầy, các bạn nhớ chữ extreme là gì? Cao độ, cực kỳ. Được chưa? Không phải lúc nào nó cũng mang nghĩa là cao độ cực kỳ. Nó kiểu như là mô tả một cái việc gì đó mà nó mức cao độ cực kỳ. Ví dụ thầy có tùy trường hợp. À, tùy trường hợp nha các bạn. Đó, nó sẽ mang nghĩa nó mức độ nó cao. Ví dụ cực kỳ nè, gay gắt nè. Được chưa? Đó, ổn ha. Ví dụ thầy có extreme weather, thầy không thể gì là thời tiết cực kỳ mà gọi là thời tiết gì? Thời tiết khắc nghiệt. Khắc nghiệt đó là mức độ cao rồi đó bạn. Thời tiết khắc nghiệt thầy dạy các bạn extreme weather rồi. Được chưa? Tại sao cái này dùng hiện tại Hoàng Thanh? Bởi vì in the last few years, một vài năm trở lại đây thầy dạy các bạn trong ngày hôm qua chứ. In the last few years, một vài năm trở lại đây thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Tại sao dùng chữ been? Bởi vì trong câu có tính từ. Popular là phổ biến, là tính từ, phải dùng been đó thầy. Được chưa? À, bạn phải là người lớn. Được chưa? Chứ phải là thì phải danh từ ngay đây thì phải có chữ be thôi. Các bạn nhớ, đây là modal verb phải. Ok, mà sau đó không có động từ thì phải có be. Được chưa? Cái be trong trường hợp này là không có emr nữa. Các bạn nên nhớ là modal verb, động từ khiếm khuyết là không có emr. Be của nó là vẫn là be. Được chưa? À, em có hiểu cái vụ này không Trí? Trí, dạ. Hiểu cái vụ must sao be thầy? Không? Em có hiểu vụ must be không? Dạ, quên rồi thầy, cái đó quên. Ủa thầy vừa mới nói mà không nghe hả? Ủa xí nãy giờ thầy mới nói em có nghe không? Dạ không thầy. Ủa, thầy vừa mới nói sao không nghe? Ủa chứ em mới đi đâu? Em ngồi, đang coi mà em. Rồi vậy chứng tỏ là đang coi một cái gì khác rồi. Không này, không có này. Chứ sao thầy vừa mới nói câu này đâu, tại sao nó có chữ bi? Em không nghe được gì luôn. Sao kỳ vậy? Bên em mạng vẫn ổn mà. Dạ. Nhưng mà tại sao thầy vừa mới nói như mới dứt câu luôn mà em không nghe? Vậy có nói thiệt thầy coi đang làm gì? Trí. Sao thầy? Đang coi gì? Không coi gì hết thầy. Mà sao hả? Thì không coi gì thầy. Chắc không? Chắc thầy, không coi cái gì. Nhưng mà có đang làm gì không? Hả? Ý là đang không nhớ từ với thầy. Ok, rồi tạm tin nha. Nhưng mà tại sao có chữ bi trong trường hợp này? Chữ bi xuất hiện khi nào? Thầy chỉ nói hỏi đơn giản thôi. Bi xuất hiện khi nào? Chữ bi xuất hiện khi nào? Khi có tính từ to be. Có tính từ hoặc là có tính khi không có cái gì thôi, nhanh gọn, khi không có gì thôi. Khi không có động từ. Ừ, khi không có động từ là có be nhanh gọn. Được chưa? Đó, nhưng mà ví dụ sau, ví dụ những cái modal verb này động từ phải như thế nào? You must, you have to, động từ phải như thế nào? Nó thêm in, thêm to hay nguyên mẫu? Hay là nguyên mẫu. Nguyên mẫu. Được chưa? Ví dụ you must ở nhà, you must stay at home. Stay là động từ.
các bạn phải phân tích kỹ. Nhưng mà trong câu này em coi có động từ bạn phải là người lớn để chơi nó, động từ có không? Bạn phải là người lớn để chơi nó, có động từ không? Dạ không. Không, đừng có nói chữ play là chữ chơi nha, nó sau chữ tu mà nó liên quan đâu. Không có liên quan. Động từ phía sau không liên quan. Các bạn phải coi sau chữ mất á, chứ bạn đừng coi phía sau. Được chưa? Đó, nhưng trong câu này nó không có động từ thì nó có gì em? An adult là gì em? Là động từ danh từ tính từ. Tính từ là người lớn mà sao tính từ em? Em thấy chỉ một hả? Danh từ. Thì đương nhiên không phải tính từ là danh từ rồi, thằng này đấm chết quá. Sao chứ nó phải là một cái danh từ rồi. Người lớn là một cái danh từ. Được chưa? Mà danh từ là bắt buộc trong câu là phải có be. Được chưa? Mà các bạn nhớ be của những cái modal verb này là các bạn không có là is am are nữa, mà các bạn thêm chữ be cho thầy nhanh gọn như vậy thôi. Đã tưởng tượng được chưa Trí? Dạ rồi thầy. Đó, nhớ nha và viết vào thầy. Viết vào. Dạ. Be ở trong những cái modal verb, những cái động từ khiếm khuyết là vẫn là be, không thêm is am are gì nữa. Không còn quan tâm quá khứ phủ định quá khứ hay gì nữa. Được chưa? Rồi, giờ tiếp tục thầy coi. Cái lần đầu tiên bạn nhảy nó là bạn lần đầu tiên bạn thử nó là khi nào? Nhưng mà tại sao nó dùng quá khứ đâu? Thầy có cái nhất the first time thầy. Đúng rồi. Nhưng mà vậy bộ thầy nói là đây là lần đầu tiên thì thầy phía sau vế đó phải dùng từ gì? Phải dùng từ gì? Đây là lần đầu tiên tôi làm một cái gì đó. Đúng rồi, chính xác như này là khi nào lần đầu tiên, được chưa? Cái này nhấn mạnh cái gì? Cái ở trong quá khứ. Còn này đây là lần đầu tiên tôi đang làm việc gì đó. Được chưa? Thì nó khác nha các bạn. Rồi, dịch thử tiếp theo coi. Thầy là chính xác là một năm trước. Ừ. Tôi nhớ là tôi. Rồi, nãy dịch rồi. Ok được rồi. Vào dưới được rồi. Lúc đó trời đang mưa. Đúng rồi. This was a moment. Ai xem it em? Tôi gì đấy? Tôi almost gì nhớ không? Quá rồi. Trời ơi, gần như, hầu như, biết chưa? Gần như, hầu như. Dạ. Tôi gần như bị gì đấy? Tôi gần như bị sét đánh. Đúng rồi. Thì câu này này, tôi xém bị sét đánh. Cái này là dùng, cái này là câu bị động các bạn. Be và động từ cột 3 hit là bị tấn công á, bị đánh đó. Được chưa? Là tôi xém bị sét đánh. Thầy có lightning strike thầy dạy các bạn rồi. Đó là một cú sét đánh. Được chưa? Là tôi xém bị sét đánh. Được chưa? Tiếp tục. May mắn thay không có gì xảy ra. Không có gì sai sót xảy ra. Các bạn nhớ go wrong như thầy nha các bạn. Không có gì gọi là bị sai. Không có gì nó bị chệch hướng. Ví dụ các bạn có một cái plan thì hên quá là không có gì go wrong. Không có gì mà gọi là nó sai. Được chưa? Người ta đi theo động từ là go nha. Thầy đã dạy cụm này chứ Trí. Rồi tiếp tục. This was at the first. Đó là lần đầu tiên At first không phải lần đầu tiên em. Ban đầu. Các bạn viết vào thầy at first là ban đầu. Yeah, đợi em xin. Ít nha, các bạn phải coi chủ ngữ ít và chữ A nhé, khác nhau hoàn toàn. Được chưa, tiếp tục. Ban đầu tôi rất là sợ. Tôi đâu, cái thằng này bây giờ chữ ít mang nghĩa là gì? Nó này. Ừ. Ban đầu nó rất là sợ, nhưng bây giờ tôi không còn sợ nó nữa. Được chưa, các bạn coi nè. Chữ scare, từ từ, chữ scare và chữ scary. Scare, cái này đang nói về cái cảm xúc của mấy đứa. Được chưa, mấy đứa viết vào scare là sợ, là cảm xúc của mấy đứa. Ví dụ, I'm scared, we are scared, là chúng tôi bị sợ. Nhưng mà các bạn muốn mô tả cái tính chất của một cái vật. Ồ, nó thật là đáng sợ, bộ phim này thật là đáng sợ. Điều đó thật là đáng sợ, các bạn không được nói là it is scare. Các bạn không được nói vậy, các bạn phải dùng gì đây? It is scary. Cái này dùng để diễn tả cái tính chất của một việc gì đó. Rõ ràng các bạn thấy, các bạn viết là scare. Này là cái cảm xúc mấy đứa cảm nhận. Còn scary tính chất của một việc. Các bạn tưởng tượng được cái vụ này không? Đó, cái này là cái tính chất của một việc. Oh, it is so scary. Đó là một bộ phim thật là đáng sợ. The movie is so scary. Các bạn hiểu chưa? Đó, ổn ha. Rồi. Tiếp tục này, còn no longer là gì? Không còn sợ hãi nữa. Rõ ràng cái này là I'm. Là tôi là gì đấy? Tôi là sợ, là cảm xúc của mấy đứa. Còn it was scary là tại sao dùng scary? Bởi vì cái việc đó, cái việc nào đấy? Cái việc mà xém bị sét đánh nè, là cái việc đó, là cái này, là cái tính chất của cái việc đó. Là thầy dùng scary. Các bạn thử được chưa? Và các bạn phải nhớ về at first là ban đầu, lúc đầu. Được chứ các bạn? Rồi, tiếp tục cho thầy coi. Trí. Wow, bạn rất là dũng cảm. Thì nói sao? Dữ gì? You are so brave. Đúng rồi. Đây là so sánh ngang bằng nè. Nhớ so sánh ngang bằng không?
Hình như rồi nói thử coi. Is is driving as dangerous is as đúng rồi á, tiếp tục. As dangerous as dangerous as drive, di, drive. Diving rồi giờ thử thử coi. À, tôi nghĩ nó rất nó đáng sợ như là diving là gì mày. Diving là gì nhớ không? Lái lặn 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 chứ không phải driving em, được chưa? Cái này em phải gì, nó đáng sợ, nó không phải đáng sợ, nó nguy hiểm như là lặn, được chưa? Nó mạo hiểm như là lặn, được chưa? Ổn ha. Nhưng mà nhớ cái so sánh nó ngang bằng được rồi. Bạn nào chưa nhớ cái so sánh ngang bằng, tối tí nữa thầy sẽ gửi video lại cho các bạn để các bạn xem lại, được chưa? Rồi tiếp tục câu số B. À, tốt, tôi không nghĩ vậy. Không có tốt nha. Ô vậy, well vậy hả? Tôi không nghĩ vậy, không có tốt đâu. Tôi không nghĩ vậy thôi, chỉ quen đứa đồng câu nó không có nghĩa, được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng tôi để hoàn thành gì? Cái gì? Completely là hoàn toàn. Complete là hoàn thành, được chưa? Đó, còn completely là hoàn toàn. Nó là một cái trạng từ, nó bổ nghĩa với tính từ. Different là gì? Là khác. Khác. Là cái này không phải là chúng tôi nữa. They là gì? They là đang nói về gì đây? They là đang nói về gì? Ờ, tôi không nghĩ vậy, người ta đòi thì người ta nói này. Tôi nghĩ là nó, từ từ. Tôi nghĩ là nó là cái gì đây? Nó là cái bungee jumping này các bạn. Tôi nghĩ là cái bungee jumping nè. Tôi nghĩ cái bungee jumping, cái nhảy bungee này nó nguy hiểm như là lặn. Đang nói về hai cái, nhưng mà người bên nói là à tôi không nghĩ vậy đâu. Dây là đang nói về cái hai cái thứ nào đây em? Chữ dây đang nói về hai cái thứ nào? Lặn lại nhảy. Đúng rồi, cho mình có gì là chúng tôi hay là họ nữa không? Dạ không. Mình dịch là gì? Ờ nó. Chúng hoặc là nó cũng được. Hai cái đó, hoặc là em có thể gì là hai cái đó, là người ta sẽ được tự động người ta hiểu là hai cái nào. Hiểu chưa? Đó, được chưa? Thì nói tiếp thầy coi. Nó hoàn toàn gì đấy? Hai đó. Nó hoàn toàn khác. Nó đúng rồi. Như vậy. Nó không có giống, nó không có giống nhau. Được chưa? À, tại sao cái này thầy phải dùng be, they are? Tại sao phải dùng they are? Tính từ dùng they are. Đúng rồi. Nhiều. Thì đơn giản thì có tính từ là phải dùng be với thầy. Được chưa? Mà số nhiều là phải dùng are. Được chưa? Mà viết tắt là phải rồi em. Rồi thầy cảm ơn em. Đó, vậy nói chung là trí là cũng có học bài, có từ vựng đầy đủ rồi. Cảm ơn em. Rồi là hai thứ đó nó hoàn toàn là khác nhau. Các bạn nhớ completely là hoàn toàn, còn complete động từ nó mang nghĩa là hoàn thành nha các bạn. Hoàn toàn mà, được chưa? Ok, mà cái này tính từ thì phải có trạng từ bộ nghĩa với nó. Được chưa? Khác nhau một cách hoàn toàn, các bạn hiểu không? Một cách hoàn toàn là phải dùng trạng từ. Được chưa? Rồi câu số này thầy sẽ sửa sau nha các bạn. Thôi thầy sửa luôn đi. Còn cái phần mà gọi là bị động hay là cái phần mà rút gọn mình đề thầy sẽ gửi lại cho các bạn. Cho các bạn coi video, cho các bạn làm bài tập, rồi sau đó thầy sẽ gửi xong. Được chưa? Ngày hôm nay chỉ học đơn giản thôi, bởi vì ngày hôm nay thầy còn phải gọi là sạc một trận cho những bạn xịt từ điển, không học bài, được chưa? Coi bài không kỹ, được chưa? Nhưng mà thầy sẽ cố gắng gửi bài tập cho các bạn, được chưa? Đó, phải làm cố gắng bài tập thường xuyên thôi. Ổn chứ các bạn? Rồi câu số 3 thầy mời một bạn làm thôi nè. Nãy giờ bạn nào chưa làm ta? Bảo Trâm nè. Em này Bảo Trâm làm cho thầy câu đầu tiên nè, cái dấu chấm đầu tiên. Dạ. Not a sad kid. Cái này thiếu chữ y á, cái này thiếu chữ y rồi. Cái bài này thầy thiếu chữ y á. Thì nói lại thử coi, my nephew là gì? Em biết chữ nephew là gì thầy dạy rồi đúng không? Nó là gì em? Dạ, cháu trai. Đúng rồi, các bạn nhớ nephew là cháu trai nha. Đợi chưa? Thì giờ sao em, my nephew? Cháu trai của tôi. Is such such a sharp kiss. Là chị mang nghĩa là gì em? Cháu trai của tôi quả là dễ biến. Quả là gì đấy? Một cậu bé gì đấy? Cậu bé là nhạy bén. Nhạy bén là thông minh đó các bạn. Được chưa? Rồi sau đó gì nữa? Có gì that nữa đó em? That gì nữa? That nó có thể. Anh ấy sao nó đúng vậy? Thằng bé nó có thể gì đây? Dạ. Thằng bé nó có thể gì đây? Nó có thể đặt các từ theo đúng thứ tự. Được chưa? Theo đúng thứ tự, chính xác. Rồi thầy cảm ơn em. Thì đây cái mình có cụm gì đây? So gì đó hoặc là such đúng không? Such that đúng không? Quả là một người gì đó. Vì thế, quả là một cậu bé nhạy bén, quả là một cậu bé thông minh. Được chưa? Vì thế là anh ấy có thể gì đây? Anh ấy có thể đặt những cái từ vào những cái vị trí gọi là gì đấy, những cái thứ tự chính xác.
Được chứ? Correct order là thứ tự, order là thứ tự chính xác. À, chính xác là tính từ phải đứng trước danh từ. Được chứ các bạn? Đó, ổn ha. Rồi thì các bạn nhớ sharp nó mang nghĩa là gì? Sắc bén. Nghĩa đen là ví dụ con dao, con dao là chữ knife các bạn. Đó thầy dạy cái gì? Con dao là knife, là sắc bén. Được chưa? Con dao nó bén. Được chưa? Nhưng mà nghĩa bóng của nó là gì? Sắc bén, nhạy bén, là thông minh đó các bạn. Được chưa? Rồi thầy cảm ơn Trâm. Rồi tiếp tục thầy mời bạn Tường nè. À, dịch cho thầy từ khúc này tới cái chữ số 10. Được chưa? Làm thầy. Sao thầy? Làm thầy từ chữ hao tới chữ số 10 nè. Dịch và làm. Dạ thưa thầy là làm thế nào anh ấy có một trí nhớ đáng kinh ngạc như vậy? Rồi thì nói sao? How does he gì đấy? How does he hát? Ờ, hát thầy bị lộn các bạn. How phải cái này how phải hát sao bởi vì mà cái này nó chỉ đơ rồi thầy bị lộn á. How does he have gì đấy? He have gì? À, thầy là had a certain amazing memory. Đúng rồi, chính xác, memory. Memory. Được chưa? Là câu này dịch là gì đấy? À, như làm cách nào mà anh ấy có một cái trí nhớ siêu phàm tới vậy? Một cái trí nhớ mà đáng kinh ngạc như vậy. Thì rõ ràng thầy có an amazing memory là cái trí nhớ đáng kinh ngạc, là một cái cụm danh từ cho nên phải dùng chữ search. Mà câu hỏi mà nó có động từ mà chủ ngữ là số ít, wonder lên trước chủ ngữ. Được chưa? Rồi tiếp tục thầy để coi tưởng. Thầy là chưa kể. Chưa kể anh đấy. Còn nói luôn đó tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức ở 10 tuổi. Lúc 10 tuổi vào độ tuổi và lúc mà nó 10 tuổi. Các bạn nhớ at the age of 10, lúc 10 tuổi nha các bạn. Giải bộ đề thi ra chấm 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 the age of 10, các bạn quan chỉ add cho thầy at the age of 10 thì đúng rồi, chính xác, thầy cảm ơn em. Chưa kể đến nó kiểu như là hơn nữa đó. Chưa kể đến là anh ấy còn thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức lúc 10 tuổi. Được chưa? Rồi thầy mời bạn tiếp theo là bạn Vi giúp thầy nè. Vi ơi. Vi Vi Vi. Dạ thưa thầy là I'm so proud of him. Em dịch từ đây cho thầy nè. Thưa thầy là anh ấy kiếm được nhiều hơn. Anh ấy đã kiếm được hơn thôi được nhiều hơn. Anh ấy đã kiếm được hơn thôi được rồi. Hơn nửa tỷ đô. Kể từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Đúng rồi. I'm so. Em so proud. Dịch là gì em? Tại sao là gì? Thầy là tôi rất là tự hào về anh ấy. Đúng rồi, chính xác. Good job. Nhưng mà tại sao cái này phía trước này thầy dùng chữ? Thầy tại sao cái phía trước này thầy dùng hiện tại hoàn thành mà phía sau này thầy dùng quá khứ đơn em? Tại sao có biết không? Xin á. Thì trước xin thì phải là gì? Hiện tại hoàn thành. Thầy sau xin thì phải là gì? Quá khứ đơn. Ok, mà em coi nè, anh ấy đã kiếm được hơn nửa triệu đô kể từ lúc anh ấy là đứa trẻ. Là rõ ràng là tới giờ nó vẫn còn kiếm được không? Tới giờ vẫn còn kiếm được không? Được, thì nó vẫn còn tiếp diễn, là phải dùng hiện tại tiếp diễn, em hiểu không? Là kiểu như là nó đã kiếm được tiền từ lúc mấy mấy tuổi, là từ khi nào? Nó đã kiếm tiền từ khi nào? Từ khi 10 tuổi. Không, từ khi nó còn nhỏ nè, từ khi còn nhỏ chứ đâu có 10 tuổi đâu. Từ khi nó còn nhỏ. Đúng không? Kể từ lúc nó còn nhỏ là nó đã được kiếm tiền từ lúc nó còn nhỏ, mà bây giờ nó còn kiếm tiền được không? Vẫn còn. Cho nên cái việc mà vẫn còn kiếm tiền nó vẫn còn tiếp diễn, cho nên dùng hiện tại hoàn thành một sự việc xảy ra trong quá khứ và tới giờ vẫn còn tiếp diễn. Còn việc nó còn nhỏ nữa không? Nó còn nhỏ xíu nữa không? Còn không? Nó còn nhỏ xíu nữa không? Dạ, không. Không, hết rồi, hết nhỏ xíu rồi. Bị nhỏ xíu là thầy hết rồi. Được chưa? Rồi, có bạn nào thắc mắc kiểu sâu search không? Thời giờ thầy tính là thầy còn một bài nữa, chính là cái bài rút gọn mình đề. Nhưng mà thầy sẽ gửi video cho các bạn coi lại, ôm lại cái phần rút gọn mình đề. Rồi, làm bài tập cho thầy. Được chưa bạn? Bởi phần rút gọn mình đề rất là quan trọng. Đề thi chắc chắn năm này nó cũng sẽ ra, cho nên các bạn phải nắm được. Rồi, nhưng mà có thầy hỏi thử thôi, là chắc chắn lớp mình cũng có bạn mà gọi vẫn chưa rõ rút gọn mình đề đúng không? Coi video lại. Đơn giản thôi, có sẵn video cho các bạn mà. Được chứ? Đó, dạy rồi, thầy nói rồi. Thầy dạy các bạn lúc đó, các bạn nhớ. Rồi sau đó chắc sau đó các bạn lại quên à. 10 phút sau là các bạn quên, chứ đừng nói là phải nói là một ngày, hai ngày hay là một tuần mấy bạn không ôn. Được chưa? Đó. Cho nên là thêm một lần nữa là thầy phải mong các bạn là cố gắng nhiều hơn nữa, mặc dù là thầy biết là các bạn nhiều bài trên trường. Nhưng mà thầy không hiểu sao có đứa học sinh thầy, nó vẫn có rất là nhiều đứa, nhưng phải là một đứa nha.
nó vẫn có thời gian nó coi lại bài, trên trường cũng rất là nhiều, nó vẫn làm bài tập thầy rẹt 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 nhanh chóng đó. Quan trọng là mấy đứa gọi là ưu tiên thôi. Bạn nào mà muốn 8 điểm hoặc là 9 điểm gì đó thì phải học. Thầy nói lại đó chính là trước khi mà thầy nhận các bạn học là thầy cam kết là các bạn sẽ được 8 điểm hoặc là 9 điểm. Với điều kiện là gì? Chăm học, siêng học thì mới được. Chứ đâu phải là muốn vô cái là thầy dạy cái là nó ra đâu các bạn. Các bạn phải quan trọng, các bạn phải cố gắng, và cái lúc nào thầy cũng nói các bạn quyết tâm với bộ. Đúng không? Đó, các bạn cứ nghĩ là mình còn khoảng ở đâu 8 9 tháng nữa. Nó nhanh lắm mấy đứa, thầy nói thiệt cái năm 12 nó qua y như là cơn gió. Nhanh cực kỳ, mà đối với bây giờ mình mấy đứa học online nữa, nó nhanh lắm. Thật sự rất là nhanh, là mấy đứa không để ý được không? Đó, cho nên là thầy mong các bạn coi như là phải cố gắng từng ngày từng ngày. Được chưa? Mấy đứa không còn, thật sự là không còn nhiều thời gian nữa đâu, nói thẳng là như vậy. Được chưa? Đó, vì kiến thức đề thi nó rất là rộng. Nha các bạn, quan trọng là vẫn là từ vựng nhất. Ngữ pháp thì thầy nghĩ là nó cũng khá là dễ rồi. Nhưng mà các bạn không ôn thì các bạn sẽ không nhớ. Mà ngữ pháp là nói thẳng là hiện tại kiến thức cơ bản thầy đã giao cho các bạn gần như là hết rồi. Còn kia nghĩ là 80% kiến thức cơ bản là các bạn đã nắm được rồi. Được chưa? Còn 20% còn lại thì thầy sẽ hướng dẫn sau. Được chưa? Đó thì rõ ràng những cái thi là các bạn đã nhận biết được rồi. Thì những bài khác thì các bạn có thể làm được một cách dễ dàng. Được chưa các bạn? Đó, ổn ha? Thì thầy nói chung là thầy cảm thấy các bạn đã tiến bộ. Tiến bộ rồi đó. Được chưa? Cố gắng coi kỹ với thầy nha các bạn. Đó, ổn ha? Thì ngày hôm nay mình học tới cái gì không? Tường muốn giơ tay thầy, giơ tay gì Tường?